Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tông. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và hôm nay là ngày thứ Bảy, 18 tháng 12 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày rằm tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Nam mô Bích Thay. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisarane nasaha atang yasaman nagatang ubo satang yachama dutiyam bi mayang phante tisarane nasaha atang yasaman nagatang ubo satang yachama tati yam bi mayang phante tisarane nasaha atang gasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thành kính, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng ứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng ứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng ứng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vitthammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp. Duttiyam vi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duttiyam vi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam vi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta ve ram ni sikha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Ba na ti ba ta ve ram ni sikha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Badang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Về Jamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giới không trược hạnh. Abrahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayamachappama dakthana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Sukrame Sayamachapapma Dathana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vika lavo jana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lavo jana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha ghi ta và đi ta vi su gara sana ma la gần thay vì đề bá thạ đà ra na man đà na vi phu sana tha na về ra man ni sik kha ba đăng sa ma di a mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch tất cả thờ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagitawa ditavisu kadasana malagan tavile panatha chanaman dana vifu sanatana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Siyana Maha Siyana Veramani Sikha Badang Sama Diya Ami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhabang nyatang uposathang imang charatin imang jadivasang sammadeva afirakitung sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Sĩ ca ba đa ni u bồ sa si và la se na i man cha ra tên ni man chi di ba sang sa tu kang ka toa a pa ma de na sam ma rak ki tap bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên gì vui. A ma phan đê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân yan ti, si lê na phu ga sa ma ra, si lê na ni pu tân yan ti, ta sa ma si lam vi so nha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thuộc lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc
chọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý cởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành từ dương. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lỗi vô minh, từ thân khẩu ý cởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả phương an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai, lành thai. Nam mô Bích Thai dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Dạ kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bích Thai dạ. Sa thú lành thai, kính chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, kính cảm ơn Xích Huệ Ngọc. Dạ con kính đảnh lễ chư Đức Tăng, kính chào quý đạo hữu, cảm ơn Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ vào mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối, 1 giờ 30 30 sáng. Con Phong Lan thành kính lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, bài học hôm nay, môn học Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 3 Tương Ưng Cô Xá Lá, phẩm thứ nhất, bài 10 Kinh Phược. Bàn Thá Ná Xuất Tăng. Các ái từ sở thân sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo, chúng con sẽ được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức có mặt trong Zoom. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay Đức Phật Ngài đã giảng giải về một loại dây tớ buộc chắc hơn tất cả các cái dây tớ buộc khác về vật chất. Đức vua Pasadena cột trói, ra lệnh cột trói những tội nhân bằng
dây xích dây thừng bằng gông cùm. Khi các vị tỳ kheo đi phước thực thấy sự việc đó, là các vị mới về bạch với Đức Phật về những cái sự duy trói buộc này. Thì khi biết ý nghĩa đó, Đức Phật Ngài đã thuyết bài kệ nói về cái sự duy trói buộc chúng sanh ở trong dòng sanh tử luân hồi, mặc dù nó là vô hình nhưng mà nó lại là cái sự trói buộc kiên cố nhất, chắc chắn nhất. Thì ý nghĩa bài học này không phải là khó hiểu đối với chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư ngày thứ bảy sẽ trình bày và minh chứng điều đó. Bây giờ thì trước khi thỉnh giảng sư, xin mời cô Hương Lan đọc cho tinh kinh của bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn xin. Cắt ái từ sở thân, kinh Triền Phượng, Ban Thá Ná Xuất Tăng, chương 3, kinh Tương Ưng Cô Sa Lá phẩm thứ nhất. Không phải chỉ có tù nhân mang gông cùm xiềng xích mới bị cột trói, trong cái nhìn tinh tế hơn tất cả chúng sanh trong cõi trần luân đều bị ràng buộc bởi kiết phược. Ngay cả Triền Phược vô hình vô tướng lại bền chặt hơn những dây cột trói bình thường. Bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta nên nhìn thật sâu với ý thức minh mẫn để hiểu tại sao từ vô lượng kiếp chúng ta vẫn nằm trong vòng cương tỏa của ma chướng. Hiểu được điều này là lãnh hội được ý nghĩa cao đẹp của sự giác ngộ giải thoát. Kinh văn: lúc bấy giờ vua Bassenadi nước Kosala đang bắt trói một số đông người. Một số người bị trói bằng dây, một số người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng kềm kẹp. Rồi một số đông tỷ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Sawatthi để khất thực. Đi khất thực xong sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, vua Bassenadi nước Kosala bắt trói một số người. Một số người bị trói bằng dây, một số người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng kềm kẹp. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: bậc có trí nói rằng trói vậy không vững chắc, trói bằng sắt dây gai, kềm kẹp bằng gỗ mộc, đam mê các dục lạc với châu báu trang sức, với tâm tư tưởng vọng hướng về con về vợ, bậc có trí nói rằng trói vậy thật vững chắc, dầu trói buộc trì xuống tế nhị và khó thoát, các vị chơn xuất gia. Cắt đứt chúng làm đôi, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi dục lạc, bản hiệu đính, bậc thiện trí nói rằng cột trói bằng xiềng xích, dây gai hay cùm gông,
Thấy vậy không bền chặt nếu so với trói buộc. Bậc trí gọi bền chắc, mê bạc vàng trang sức, dính mắc với vợ con, mãi đeo mang sa đọa rất khó để giải thoát. Xuất gia cắt đoạn chúng, không vương, không dục vọng. Thích văn: Na tăng đa thăng pan tha na ma hú đi ra. Bậc trí nói những xiềng xích ấy chưa bền chắc. Giá đà giá sằng đà rút dầm pap pa dàn chá. Đó là những thứ được làm bằng sắt, gỗ, dây thần. Sa rasta rasta manik cùn đá lề xú như những thứ trang sức vàng bạc. Bút tề xú đà rề xú chá và áp pét khà vương mang đối với vợ và con. Ê tầm đá hầm bàn thá ná mà hút đi ra. Bậc trí nói đó là những xiềng xích rắn chắc. Ô hà rí nằm, xích thí lầm, đúp phá muôn trầm, khiến sa đọa gia dẫn khó thoát. Ê tầm pí, chết tòa ná, phá rí, bà giàn tí. Sau khi cắt đoạn những thứ ấy, họ xuất gia. Á ná pét khí đồ, cà má xú khầm, phá hà già tí, không vấn vương đoạn tận mọi dục lạc. Thích nghĩa, theo sớ giải thì ba từ ngữ ô hà rí nằm, xích thí lầm, đúp phá muôn trầm mang ba ý nghĩa đặc biệt. Ô hà rí ná, đọa lạc, là pháp dẫn vào khổ cảnh. Xích thí lá, đeo gia dẫn, là sự cột trói mà đi đâu cũng phải mang theo. Đúp phá muôn trá, khó thoát, rất khó vượt khỏi vòng cương tỏa, ngoại trừ với tuệ giác siêu thế. Những trang sức bằng quý kim, quý thạch tạo nên hai ràng buộc, từ hữu ngã sở và tự mãn. Hữu ngã sở và tự mãn ngã chấp. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính biên soạn giáo trình Kheo Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tỳ Tri, Đức Tỳ Đức Xuân Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta lại học tiếp phẩm Tu Ước của Sa La. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh hôm nay đó là nói đến cái sự trói buộc, cái sự trói buộc. Và qua cái câu chuyện mà sau khi Dạ, thưa chúng con, trong room đã hết nghe âm thanh của sư ạ. Chúng con kính thỉnh sư quay lại.
Dạ có lẽ sư đã rớt mic rồi, xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Sư sẽ quay lại. Xin quý vị quan hệ kinh nghiệm trong giây lát, từ đó từng đang trở lại. Chúng tôi hy vọng từ đó có thể không biết được. Lúc này thì đường truyền của chư tăng Việt Nam thì tương đối là ổn định lắm. Nhưng mà riêng về từ đó từ siêu thì dường như là tốt hơn là ở các vùng phía trên. Nên từ đó từ siêu nói thường liên tục trong lúc các chư tăng khác thì gặp trở ngại. Trong khi chờ đợi thì tập hợp tân trở lại, chúng tôi xin trả lời một câu hỏi của một Phật tử, đó là chữ các ái từ sở thân. Dạ. Ở đây đó là nghĩa là thường mà chúng ta nghe nói chữ các ái ly gia, nhưng mà thật ra đúng là chúng ta phải nói là các ái, để các chứ không phải là cắt. Cắt là chữ nôm, giống như cắt sáng hay là cắt bỏ. Ở trong chữ Hán chúng ta gọi là cắt, cắt ái từ thân, hay cắt ái từ sở thân, hay cắt ái ly gia. Thật ra đó là một trong một câu ở trong cái bài kệ. Bài kệ mà là quy hình thù khí thiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoàng thánh đạo, thế độ nhất thiết nhân. Thì cắt ái từ sở thân là người xuất gia đó, thì bỏ tất cả những cái hình tướng của thế tục, và giống như chạy tóc, hay là mặc áo, mang giày, mang đồ trang sức, thậm chí là những người khi mà người xuất gia rồi lại cha lại mẹ từ đó trở đi đó, thì không có đeo mang cái mà chúng ta gọi là cái sự thân ái trong đời sống bình thường, vậy đó gọi là các ái từ thân. Nó nói thật ra trong bài kệ đó năm chữ là các ái từ sở thân, sau đây thì chúng ta hay nói ngắn là các ái ly gia. Dạ, chúng tôi nhắc quý vị là chữ các chứ không phải là chữ cắt. Dạ, chữ cắt là chữ nôm, ở đây là chúng ta là chữ cắt. Thưa quý vị, có lẽ thì tọa Pháp Tân sẽ trở lại trong giây lát, chúng ta cố gắng chờ đợi. Chúng tôi xin được tiếp lời thì tọa Pháp Tân để nói vài điều là trong cuộc sống này nhiều khi nói đến cái sự ràng buộc, có những sự ràng buộc hữu hình, có những sự ràng buộc vô tướng, có những ràng buộc trông rất là chắc chắn nhưng mà nó lại không có bền chặt như là những sự ràng buộc thế gì. Con người chúng ta có những cái trạng thái quanh đi quẩn lại trong cuộc sống mà đôi khi mình không bao giờ ngờ rằng nó trở thành một cái sự cột đói. Ở đây từ một cái hình ảnh của những tù nhân bị gông cùm xiềng xích mà Đức Phật Ngài nói lên một sự cột đói rất lớn, và lớn lắm, bền lắm. Cái dây cột đói đó đã theo chúng ta từ trong vô tử luân hồi, và đồng thời dây cột đói đó đôi khi chúng ta không nhận ra, ngay cả chúng ta sống trong vòng cương tỏa của những cái dính mắc mà chúng ta không tìm thấy. Bởi vì thứ gì khi Đức Phật Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề đó, Ngài lần đầu tiên mà Ngài xác nhận với chính Ngài là Ngài đã tìm ra một người đã tạo nên cái thân sinh tử, chính là ái dục. Thì ngày hôm nay chúng ta đọc lại, nhiều khi chúng ta đọc là đọc một cách ơ hờ, đọc thì có đọc như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu đó là một cái khám phá rất lớn. Chúng ta luôn luôn đi tìm, mong cầu và dính mắc một cái gì đó, và điều đó là một cái gì kinh cánh muôn thuở trong kiếp nhân sinh này. Đôi lúc chúng ta phải đặt lại vấn đề là cái gì là cái cột rối, cái gì là cái vướng mắc của chúng ta. Không hiểu được dây cột rối này, không thấy được dây cột rối này, thì chúng ta không nhận được cái giá trị của giác ngộ giải thoát. Thực sự mà nói thì chữ giải thoát đó là một chữ rất là quan trọng trong Phật giáo. Ngày nay thì người Phật tử
nhất là Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Hoa đó, thì phần lớn là nói đến chuyện vãng sanh, nói đến chuyện là sau khi mình chết mình sanh về đâu quan trọng. Nhưng mà thật ra đó, trong cái tinh thần của Phật pháp đó, thì một cái trọng tâm mà chúng ta hướng đến đó là sự giải thoát. Dạ. Và dĩ nhiên muốn đạt giải thoát chúng ta phải bước qua cánh cửa sự giác ngộ. Giác ngộ dẫn đến giải thoát, tức là chứng đạo rồi đoạn kiết sử. Dạ. Giác ngộ thì mới giải thoát. Chỉ giải thoát là chuyện quan trọng. Và khi nói sự giải thoát thì chúng ta không thể không nói đến sự buộc ràng, sự trói răng, những cái mà trong Phật pháp thường chúng nghe nghe là thần thúc, là triền phược, là kiết sử, đều là những thứ mà nó cột chúng ta lại, hoặc là cột chặt tay chân của chúng ta, hoặc giả là chúng ta bị cột vào một sợi dây mà chúng ta không thể đi quá một giới hạn nào đó. Dường như là Thượng tọa Pháp Thân đang gặp vấn đề trở vào trung trung, không có giảng được bài học ngày hôm nay. Bạch Thượng tọa Từ Siêu và Chư Tăng, không biết Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Đăng có một trong hai vị có vị nào hoan hỷ giảng cho bài kinh truyền Phật ngày hôm nay, điều quyết cho Thượng tọa Pháp Thân không? Thế giờ này thì Thượng tọa Pháp Thân có vẻ như là không có vào lại được. Nếu mà quý ngài có thể đi quyết được thì rất là hoan nghênh. Xin được hỏi một lần nữa là Thượng tọa Từ Siêu và Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Thưa vị, có lẽ là dạ, Thượng tọa Từ Siêu nói thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có thể giúp điện khuyết cho Thượng tọa Pháp Đăng được không? Dường như là Thượng tọa Pháp Đăng cũng không có nghe được, thưa quý vị. Đôi khi trong hội tóc có trường hợp là ô dạ thấy Thượng tọa Từ Siêu, dạ kính cung thỉnh Thượng tọa Từ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Nếu Thượng tọa Pháp Đăng cũng không có trước máy và điện khuyết được Thượng tọa Pháp Tân, thì chúng tôi xin điện khuyết giảng bài học hôm nay. Kính thưa quý vị, có hai vấn đề mà chúng ta sẽ hiểu tại sao cái sự trói buộc bởi ái là sự trói buộc chắc chắn nhất, kỳ cố nhất đối với so với cái sự trói buộc bằng cái sự dây, dây thần hay dây xích, dầu xích sắt. Thứ nhất, trói buộc bằng sợi dây, dây đó là vật chất, dầu cho nó bằng sắt hay là bằng dây gai, dây thừng, từ những sợi chỉ hay là những cái vỏ cây, nhưng mà hễ cái sợi dây mà mình thấy được, sờ chạm được và người ta cột bằng những cái gút, người ta có thể mở được,
hoặc là người ta có thể dùng dao hay dùng cái phương tiện nào khác để người ta phá bỏ được, cắt đứt được. Còn cái sợi dây trói buộc vào bằng sợi dây vô hình, tức là ái phiền não, cái đó chỉ là một cái thứ phiền não vô hình, mình không thấy được, không có sờ nắm được. Cho nên khó cắt đứt. Thứ hai nữa là vì khi mà bị trói bằng cái sợi dây thừng, dây xích đó, là do người khác trói mình. Và người bị trói là họ muốn thoát, họ luôn luôn họ muốn thoát khỏi, cho nên họ tìm cách để mà họ thoát khỏi sự dây trói buộc đó. Còn đối với cái sự trói buộc bằng ái đó, là do tự mỗi chúng sanh trói buộc mình, do gặp cảnh khả ái khả ý rồi khởi lên cái sự tham đắm quyến luyến dính mắc, bị trói, bị người khác trói thì dễ mở, mình dễ mở, nhưng mà tự mình trói mình thì mình không có muốn mở bao giờ. Và chính vì chỗ đó chúng ta phải hiểu được rằng là tại sao cái sợi dây ái nó lại trói buộc con người chặt chẽ hơn là cái sợi dây thừng, dây xích. Và thưa quý vị, chúng sinh ở đời khi mà họ bị người khác trói, thì họ có cái sự khiếp sợ, run sợ, và họ chán ghét. Còn khi mà bị ái trói buộc đó, thì họ lại không cảm thấy sợ, không phải nhàm chán. Bởi vì nếu như một người mà biết rõ và sợ hãi bị ái trói buộc thì người đó đã từ sở thân cá ái rồi. Điều này như trong lời của Thượng Tọa Giác Đẳng đã trình bày, đã nói khi nãy, Đức Bồ Tát khi mà Ngài cảm thấy sợ hãi cái sự dây trói buộc bởi vinh hoa phú quý
vợ đẹp con thơ, vợ ngay vàng, đem đến cái sự khổ, khổ lụy, và sẽ không thoát khỏi cái khổ trầm luân sanh tử, cho nên ngài mới đi xuất gia. Và khi mà Bồ Tát đi xuất gia rồi, ngài tìm mọi cách để phá vỡ cái vòng cương tỏa, bởi vì ngài đã sợ cái sự trói buộc đó. Cho nên dù cuộc sống khổ hạnh gian lao, có nhiều cái sự nguy hiểm và đau đớn về thể xác, nhưng mà Bồ Tát vẫn kiên trì được. Đó là vì ngài đã thấy sợ cái sự trói buộc ở trong cái sự luân hồi. Và khi mà ở dưới cội cây Bồ Đề, ngài đã giác ngộ thành một vị Phật, cắt đứt mọi triền phược. Ngài đã cảm hứng nói lên bài kệ sau khi ngài đã phát hiện được chính ái dục là cái anh thợ cất nhà ngủ quẩn. Anh ấy cái cha tiết sang sa răng sang thống quyết sang ní bi sang gái hạ ca răng gươi sang tổ. Trải qua nhiều kiếp sống, ngài đã tìm anh thợ cất nhà nhưng mà không gặp. Cho nên cái sự khổ đau này tiếp diễn mãi. Và ngài tự nhủ rằng nay đã tìm được cái anh thợ cất nhà, tức là án, ngài đã phá vỡ được đòn tay, cái đòn dông vui mè của ngôi nhà, tức là vô minh và các cái phiền não khác. Ngài đã đoạn tận ái, cho nên là đã chấm dứt cái sự khổ đau. Quá thật thú vị. Khi nào mà ái chưa được đoạn tận thì khổ này vẫn sanh hoài. Giống như cây đã bị đốn ngã, nhưng mà cái gốc rễ của cây vẫn chưa được bứng, được bứng lên thì nó vẫn còn xanh sâu nảy nở trở lại. Chỉ khi nào ái được bứng tận gốc
đó khổ này nó không sanh được. Cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc bởi ái, chúng sanh phàm phu họ thấy là ngọt ngào, họ thấy là hấp dẫn, cho nên họ khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê, họ không có chịu dứt bỏ, là do họ bị đắm nhiễm. Bởi vì tanh ha paccaya upadana, ái nó duyên cho thủ, ái duyên cho dục thủ, kamupadana. Và mỗi mỗi một cái hành động của chúng sanh đó, khi mà chúng sanh tạo nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện, như là cái gieo cái hạt giống, mà cái hạt giống đó nó rơi xuống đất, nó nảy mầm được là do cái sự ẩm ướt của đất. Cái sự ẩm ướt đê hô này được ví như là ái tầm hà. Khi mà mình tạo cái nghiệp, dầu cho nghiệp đó là nghiệp thiện, mình làm các cái việc phước bố thí trì giới, hay là tu thiền hoặc chứng thiền, sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà vẫn còn dục ái, hữu ái, phi hữu ái, hay là ái sắc, ái vô sắc, ái dục, ái sắc, ái vô sắc. Vì tư thiện hay tư bất thiện, được tạo ra và còn ái luyến về cái quả diệt thục tái sanh ở trong tương lai, thì như vậy nó sẽ tiếp tục tạo ra, nó trở thành cái chủng tử để tạo ra cái quả. Chúng ta gọi đó là một sự trói buộc ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Cái này chỉ là một cái tỷ dụ pháp. Những cái phiền não như ái đâu phải là một cái sợi dây mà chúng ta thấy và lấy nó mà cột tay cột chân được, nhưng mà chính do cái sự dính mắc tham đắm không có dứt bỏ được, thì được xem như là bị trói buộc. Mà cái gì trói buộc thì cái đó người ta gọi là sợi dây. Vì vậy cho nên bị trói buộc bởi cái sự dây ái thì làm sao mà có thể cắt đứt, trừ phi người đó nhận thức được cái mối hiểm nguy của ái và cảm thấy chán ngấy cái sự đau khổ do ái cột trói, thì người này mới thoát được cái cương tỏa này.
Do đó chúng ta mới gọi là cái sự tu tập. Còn nếu như không có cái sự tu tập á, thì không phải tự nhiên mà có thể cắt đứt được ái, phá được phiền não. Vì thứ gì? Phiền não khởi lên ở nơi đây nói chung, tức là tự sở thân mà khởi lên, thì phiền não phải được giải tỏa cũng từ nơi thân mà ra. Ái cột trói là do tự mình cột trói, vậy đó cho nên phải tự mình tháo gỡ. Thì thưa quý vị, có nhiều người họ nghĩ rằng cái sự tu tập thì cũng dễ thôi, đi xuất gia chịu khó cạo tóc đắp trên mình một chiếc y cà sa, rồi ngày hai buổi chịu khó tụng kinh, như vậy gọi là tu. Nhưng không phải, thưa quý vị, đúng nghĩa của cái sự tu tập là làm sao cắt đứt được ái dục, phá tan được những cái phiền não, thì cái đó mới gọi là tu tập. Nhưng mà lẽ thường thì chúng sanh đó, họ chỉ sợ cái sự trói buộc bằng dây xích, dây thừng, gông cùm. Nhưng mà chúng sanh không có sợ cái sự trói buộc bởi những cái sợi dây tham ái, phiền não. Họ cứ cột xiết, cột thêm, quấn thêm, cho nên càng lúc nó càng chặt thêm. Khi mà muốn diệt trừ được ái, thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rõ cái gì là duyên cho ái. Hễ khi thấy được cái gì là duyên cho ái thì mình mới phá cái đó, mình chặn cái đó lại thì mới dứt được ái. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu rằng chính thọ duyên cho ái nó trở thành cái thường cận y. Khi mà một con người sống quen thọ lạc, quen thọ khổ, quen thọ xả, chính cái cảm thọ nó lâu ngày đó, nó cũng làm cho ái sinh khởi được. Thọ duyên cho ái, quên đà na bách chay gia tâm hà, sầm pháp vật kiếm. Lại nữa,
đây chúng ta phải hiểu theo trong kinh đó, là Đức Phật Ngài dạy có 6 loại ái. Ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh khí, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, ái cảnh pháp. Do thấy cảnh sắc vừa lòng khởi lên cái tâm ái, nghe âm thanh vừa ý khởi cảnh ái, mũi ngửi mùi nó hợp ý sắc phát sinh tâm ái, nếm vị ngon hợp khẩu thì phát sinh lên ái, xúc chạm khoái lạc khởi lên ái, suy nghĩ mộng mơ phát sinh lên ái. Có người họ từ bỏ được cái dục lạc cũ trần, nhưng khi họ giữ giới hoặc hành thiền, họ đạt được một cái trạng thái hạnh phúc, cái cảm thọ lạc đó nó tinh vi hơn, mát dịu hơn cái lạc của ngũ trần. Cho nên cái này nó cũng làm cảnh trợ cho ái phát sinh, như là ái thiền lạc chà nên đi cần thiết. Rồi tạo cái việc phước gì, cứ nghĩ đến kiếp sau mình sẽ được hưởng thụ cái hạnh phúc nhân thiên, cõi trời cõi người, rồi cái quan hỷ thích thú, cái đó là duyên cho ái. Và tất cả những ái đó chính do tự mình sanh lên, tự mình sanh khởi ái, rồi bị ái đó ràng buộc. Bởi vì khi mà một người tu tập tuệ quán, sau khi họ đã nhận thức được cái gì trói buộc làm cho chúng sanh đau khổ, thì khi thấy biết được chính ái và vô minh là nó tạo nên cái dòng sanh tử luân hồi này, người nó mới bắt đầu tu tập. Trước tiên vị này dùng chánh niệm để gom tâm lại, không cho cho nó chạy đi lung tung, đừng để bỏ quên cái thực tại. Rồi sau đó mới dùng trí tuệ để nhận thức danh sắc và thấy được cái tướng sanh tướng diệt của danh sắc, mới ngộ ra được cái tính chất vô thường của vô ngã của pháp vô vi. Mà khi đã thấy được cái thực tướng của nó như thế thì sẽ nhàm chán.
Và khi đã có sự nhàm chán thì mới ly tham. Ly tham thì mới giải thoát được. Cái quy trình tu tập của chúng ta nó phải có thứ lớp trước sau, nhưng mà chúng ta phải đi theo một cái quy trình chứ không thể tắt ngang được. Vì khi một cái sợi dây cột á, người ta cột nhiều gút, thì cái gút nào sau cùng á, là người ta phải tháo gỡ ra trước, rồi mà tháo gỡ cái gút thứ hai, cái gút thứ ba, thứ tư, thì như vậy là mới tháo được sợi dây khỏi cái tay chân bị cột. Như vậy thì ở đây thưa quý vị, chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta cắt đoạn cái sợi dây trói buộc dây truyền phượng, và cái sợi dây truyền phượng đó chính là phiền não hay là kiết sử sanh vô tánh đó. Mà ở đây thì ái là tiêu biểu cho cái sợi dây trói buộc, bởi vì ái là dẫn đầu, đó là cái manh mối ngay trong kiếp hiện tại, cũng như vô minh là cái manh mối của quá khứ. Và chúng ta hy vọng rằng khi một con người tu tập đều phải hiểu chúng ta tiếp nối từ đời sống này sang đời sống khác có cái sự tái sanh, để rồi bị già, bị bệnh, bị chết, sầu bi khổ u não. Cái sự tái sanh tiếp nối đời sống này sang đời sống khác đó, nó từ cái nguyên nhân trực tiếp là do nghiệp, nghiệp hữu, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Mà nghiệp này nó chính do phiền não ái mà ra. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy, thấy được như vậy, thì chúng ta sẽ gỡ mối nó dần dần. Còn như bây giờ chúng ta không tháo gỡ, mà chúng ta cũng tiếp tục tạo phước. Nhưng mỗi lần chúng ta tạo phước, chúng ta lại có cái sự thích thú hưởng cái quả dị thục. Đời sau, hoặc là được tài sản, được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì đó là chúng ta tự cột trói mình bằng cái sự di ái. Thế là chúng ta sẽ không thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Bởi vì toàn bộ khổ quẩn này nó đều do phiền não luân hồi
trợ cho nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi trợ cho quả luân hồi. Và trong cái phiền não luân hồi đó, trong đó vô minh và ái là gốc, vô minh và ái nó là gốc, nó mới tạo ra cái nghiệp hành và tạo ra cái nghiệp hữu và đưa đến quả luân hồi. Thì nói tới nó lui đó, chúng ta cũng thấy rằng là cái sự dây trói buộc, mặc dù nó vô hình mà chắc chắn, và nó đem lên, nó đem lại nhiều cái sự đau khổ cho chúng ta từ đời này sang đời khác, và trong suốt kiếp luân hồi sanh tử đều là do cái sự dính mắc, cái sự ràng buộc. Thì bây giờ chúng ta phải làm ngược lại. Là chúng ta bỏ bớt đi cái sự ham mê tài sản, chúng ta bớt đi cái sự dính mắc với gia đình, với vợ chồng, con cái, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta mới cắt bỏ được cái sợi dây trói buộc. Còn nếu như chúng ta vẫn còn bị dính mắc cái gì mà chúng ta cho rằng là hấp dẫn, là của ta, thì chúng ta mãi bị trói buộc. Và trong cái sự trói buộc đó, nó đưa đến khổ hiện tại và khổ tương lai. Và khi mà khổ nó xảy ra do chúng ta bị khổ trói bởi cái sự dây ái, thì chúng ta cần phải biết rằng chính do tự mình trói buộc, không phải do ai trói buộc mình. Chúng ta cũng không có than trời trách đất gì cả, bởi vì tất cả sự khổ đều là do ái buộc ràng. Và không chịu cắt đứt được ái đó thì đương nhiên là chúng ta phải chịu nhiều cái sự khổ. Chúng tôi xin điền khuyết cho Thượng Tọa Pháp Tân để giảng bài học này ở đây. Đến đây thì xin kết thúc và kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp cho cái phần thảo luận của bài học này. Nam Mô Bổn Sư Thầy. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Thiệu Sư. Bất Thượng Tọa Thiệu Sư xin hỏi Thượng Tọa Thiệu Sư một câu rồi thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Phần còn lại sư đệ và chư tăng sẽ phụ trách. Bạch Thế Tôn Thiệu Sư, khi mà chúng ta nói rằng cái nhân quá khứ là vô minh, nhưng hiện tại là ái dục, chúng ta nghe thì cũng dễ hiểu đó, nhưng mà mình biết rằng quá khứ đã từng là hiện tại và hiện tại sẽ là quá khứ, thì tại sao khi mà nói về thời gian lại có sự phân biệt giữa cái nhân quá khứ và nhân hiện tại? Như vậy là ở trong quá khứ có vô minh mà có ái không? Và hiện tại có ái mà có vô minh không? Xin Thượng Tọa khoan hỷ giải rõ về điểm này. Trước khi trình bày cái này thì cũng nói thêm, hôm nay ở trong room
thiếu các vị giảng sư, cho nên cái thời gian còn dài. Sư đệ cứ tự nhiên hỏi sư huynh hai ba câu gì đó, khi nào còn lại có khoảng chừng 30 phút thì sư đệ đảm trách cũng được. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến nhân mà tạo ra luân hồi, hệ quá khứ thì chúng ta nói là vô minh, còn nhân hiện tại để đưa đến quả tương lai thì chúng ta nói là ái. Điều này có nghĩa gì? Ở đây thưa quý vị, một người họ thèm ăn cái món ăn đó, họ thích ăn cái món ăn đó, cho nên họ bị đau bụng, bị thổ tả. Thì khi mà họ chuyện đã rồi thì người ta mới nghĩ rằng tại vì không biết cái thức ăn này nó bị độc. Thế mà đã qua thì gọi là không biết, nhưng mà ngay trong hiện tại thì là do cái sự tham ăn. Vì không biết mà ăn, cho nên bị cái tác hại, bị cái hậu quả là đau, đau bụng. Không biết là cái chuyện lúc đầu mà tham ăn là cái chuyện hiện tại. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng là theo trong lý giải của duyên sinh đó, thì khi mà nêu quá khứ lấy vô minh là gốc, nhưng mà ái là ngọn. Bởi vì bao giờ ái thủ hữu cũng duy do nghiệp hữu, nhưng mà khi nói về quá khứ, đẩy lùi về quá khứ thì mình nói vô minh là nói trước, là gốc. Một vô minh đó đồng sanh với ái thì ái là ngọn của quá khứ. Còn nói trong hiện tại, nói ái
Như mãi không bao giờ nó sanh đơn lẻ mình nếu không có vô minh, không có si. Cho nên hiện tại là nêu ái lên trước. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái ngọn nó là vô minh. Cũng như khi mà chúng ta nói đến hành, cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp mà do vô minh tạo, trợ tạo, thì cái nghiệp đó chúng ta gọi là hành sankhara, là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, để nó tạo ra thức tái sanh. Nhưng mà hành đó, nếu nghiệp đó nếu ngay trong hiện tại thì gọi là hữu, gọi là tâm năng phá quá, là nghiệp hữu. Chúng ta đổi lên trên và đổi xuống, đưa lên trước hoặc để ở phía sau thôi. Như thì nhân quá khứ, cái phiền não luân ở trong quá khứ, thì nói là vô minh đưa lên trước, nhưng phải hiểu có ái ở phía sau. Và nhân là phiền não trong hiện tại thì đưa ái lên trước và vô minh nó nằm ở phía sau. Chứ không có gì cả. Chúng ta vẫn có thể nói là ái duy cho hành hay vô minh duy cho hữu cũng được. Nhưng mà nói như vậy thì nói về cái lý thì được, nhưng nói về cái sự thì nó không có ổn. Bởi vì ngay trong hiện tại, mặc dù biết rằng là khi một người tạo cái thiện nghiệp chẳng hạn để dẫn đến sự tái sanh, người đó đi làm phước để mong được trúng số độc đắc, hay là mong được phát sanh lên tài sản an khang thịnh vượng vân vân, hay là mong được sanh về cõi trời, thì mình nói rõ, nói trắng ra đó, tức là do ái. Mà hỏi ái đó từ đâu có, tại sao có ái đó, đó là chính do vô minh ở phía sau nó hậu thuẫn. Chúng ta nói vậy thì rõ hơn, nói vậy dễ hiểu hơn. Mình một người họ đang ăn xoài sống, thì lúc đó mình thấy rõ ràng là người này vì họ thèm, họ mới ăn. Nhưng mà đến khi bệnh rồi đó, khi mà bị đau bụng rồi đó, bị tiêu chảy rồi đó, thì lúc bây giờ không phải gọi là thèm ăn, mà gọi là tại vì không biết mà ăn, cho nên mới bệnh như thế này. Thì cái gì mà đã qua thì đổ cho vô minh, còn cái gì ngay trong hiện tại thì đổ cho ái nó trực tiếp hơn. Cái ý nghĩa đó là như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ý nghĩa của câu hỏi thảo luận số 1. Là một vị thầy. Sa thú kính trân thượng tọa thiền sư. Bạch thượng tọa thiền sư, khi mà chúng ta học ở tứ đế thì nói rằng ái dục là nhân sinh khổ. Nhưng mà nếu một người mà họ mới học Phật, họ nói rằng như vậy có cái khổ nào mà không do ái không? Thí dụ như là một nàng dâu về nhà chồng, đôi khi có trăm ngàn thứ khổ mà người này thật sự không có muốn,
giờ không thích, nhưng bây giờ bỏ không được mặc dù mình không muốn. Thì giờ cái khổ mà mình phải chịu mà không phải là mình thích đó, mình cũng chán ghét, mình cũng ngán ngẩm, nhưng mà mình phải chịu đó, thì có nên gọi cái khổ đó là do nhân quả dục không? Cái thì tôi siêu có nghĩ giải rõ về điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ái là dân sanh khổ, là nấu căn bản. Còn cái sự khổ ở trong đời mà nó xảy ra đó, đó là thứ yếu. Chứ còn ái là dân sanh khổ, là chánh yếu, cái phần chánh yếu. Bây giờ chúng ta cũng lấy một cái thí dụ về nàng dâu. Cái chuyện mời về nhà chồng mà phải chịu khổ, tất nhiên cái này là nàng ta không muốn khổ, nhưng chúng ta phải hỏi lại, đang khi không, tại sao đúc đầu vô đó? Có phải chăng là vì yêu thương cái người thanh niên đó, giận anh ta làm chồng, rồi anh ta mới rước về nhà gặp bà mẹ chồng, rồi từ đó về sau bắt đầu nàng ta bị khổ? Thì cái khổ này, nó bị khổ là do cái gì? Nó cái thứ yếu, cái khổ này do gặp cái sự quạnh hẹ của mẹ chồng, cái sự khó khăn của mẹ chồng, và buộc nàng ta phải với nước mắt đầy mặt, lúc nào cũng buồn khổ. Nhưng mà suy cho cùng đó, thì nếu mà trước đây đó, nàng ta đừng có ưng, mà hễ khi mà đã ưng rồi đó, có nghĩa là lúc đó cũng do ái mà ra, ưng đi lấy chồng thì ái mà ra, mới sanh ra cớ sự bị khổ như thế này. Rồi ưng đó, bây giờ khổ, hồi cái lúc ưng thì gọi là do ái, nhưng mà khi bị khổ thế này, hỏi hồi đó tại sao ưng, nói tại vì vô minh, tại vì không biết. Giờ chúng tôi nói luôn cái chỗ đó, tại vì không biết nó là khổ, tưởng cuộc đời lúc nào cũng mà trai lớn có vợ, cái lớn có chồng, thì tưởng đâu là lúc nào cũng hạnh phúc, như vậy là hạnh phúc, là đề quề. Nhưng mà thật ra họ không lường trước cái khổ nó phát sinh từ nơi vô minh ái. Cho nên ở đời này chúng sinh có những cái thứ khổ như là sô cát bà đi đề quá đúc ca đùa mắt, đùa mà nát suốt bà già xà, sô cát sầu bà đi đề quá mi là khóc, đúc khát là thân đau đớn, đồ mà nát xác tức là tâm buồn bực, tâm khổ, thân khổ gọi là đúc khát, mà tâm khổ thì gọi là
Dovanasa. Upayasa tức là Vi là khổ thân của tâm gộp chung. Thì những cái khổ này đó, sầu bi khổ ưu ai của cuộc sống, thì tất nhiên nếu mà nói về nhân hiện tại đó, nhân mà sanh ra sầu bi khổ ưu ai là cái gì? Chúng sanh bị sầu sô cát, bi khóc than là do nơi những cái khổ, những cái nguyên nhân, thí dụ như là bị suy sụp, bị ly biệt vì người thân, rồi nhà thiết gia sanh, hay là bị tiêu tán tài sản phô gấp gia sanh, hay là rô gấp gia sanh, tức là bị suy sụp về sức khỏe do bệnh tật. Khi mà bị những cái suy sụp đó đó, khi sanh ra sầu bi. Rồi thân khi mà bị chạm với cái thời tiết nóng quá, lạnh quá, hoặc là bị đánh đập, hoặc là bị té ngã, bị thương tích, thì cái đó là khổ, đúng không? Là thân khổ. Rồi tâm khổ là cái gì nó không được toại nguyện, không được như ý muốn, thì tất cả nó đều là do nhân hiện tại là gặp cái cảnh không vừa lòng thì bắt đầu phát sinh lên sầu bi khổ qua. Nhưng mà chính cái già chết sầu bi khổ u ai đó, Đức Phật lại tuyên bố rằng nó có cái sự tập khởi là do sanh mà ra. Chặt ít Vachaya charamara nang sukabredi vandukadubana subayasa. Rồi sanh đó có tập khởi là hữu, tức là cập bác phá quát là nghiệp hữu. Hữu này nó có tập khởi là thủ, thủ do thủ này có tập khởi là án. Như vậy rõ ràng là nếu mà mình phân đến cái nguồn gốc tận cùng đó, thì cũng là do ái mình sanh ra khổ. Bởi vì nếu không có dính mắc ở trong cõi đời này, không có hiện khởi cái thân này, thì làm gì có những cái khổ chung quanh như thế. Nói chung tức là vì có mặt cho nên mới có khổ, và sự có mặt này là do nơi ái mà ra. Thì chúng ta thấy rõ ràng là ái là nhân sinh khổ, là cái đó là tính yếu. Còn cái thứ yếu đó thì chúng ta mới nói rằng những cái sự khổ mà do suy sụp quyến thuộc, hay là tiêu tan tài sản, hoặc là tiêu hao sức khỏe do bệnh tật, hoặc là do bị đánh đập, bị té ngã, vân vân, đến những cái sự khổ đó thì chúng ta chỉ nói về phần thứ yếu. Nhưng mà chung quy lại đó, tất cả những cái thứ, tức là những cái nguyên nhân phụ đó, nó chung quy lại chỉ là do ái mà ra, vì ái hình thành cái thân này cho nên nó bị như vậy. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng giống như một người bị bệnh, bị bệnh thổ tả, họ phải đi ngoài nhiều lần, đi đến kiệt sức, vân vân, đem đến bác sĩ, ông thầy thuốc. Sau khi ông cho xét nghiệm thì ông nói là do nguyên nhân con khuẩn này, con khuẩn kia, nó làm cho cái đường ruột nó bị nhiễm trùng, vân vân, rồi sanh ra vậy.
thì chúng ta thấy, chúng ta tưởng chừng như cái này nó đâu phải do tham ăn đâu à, bởi vì do vi khuẩn nó vô đường ruột. Nhưng mà chúng ta xét cho cùng lại là cái vấn đề là do tham ăn, mình ăn quá nhiều và ăn dơ, ăn bẩn, ăn không có vệ sinh thì nó vô làm cho cái bộ tiêu hóa nó hấp thụ, rồi nó nhiễm khuẩn, rồi mới sanh ra cái tình trạng là đường ruột bị nhiễm trùng, rồi sanh ra những cái bệnh đó. Chúng ta không thể cắt ngang cái chỗ đó, chúng ta nói phủ nhận là không phải là do ăn. Cũng vậy, chúng sanh ở trong đời này bị khổ do bị mắng chửi, bị đánh đập, hay là do bị đói, bị nghèo, bị thiếu hụt tài sản, hay là bị chết cha, chết mẹ, chết con cháu, chết vợ, chết con, vân vân. Rồi chúng ta cứ than cái sự khổ là do nhân đó, nhưng mà chúng ta không có nhìn xa hơn nữa là tất cả sự khổ này chung quy lại cũng chỉ là do ái, là vì do ái cho nên mới tạo nên cái kiếp sống này, để rồi phải chịu đọa đày khổ như vậy. Thì rõ ràng ở đây Đức Phật nói là ái là nhân sanh khổ là đúng lắm rồi. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2 như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, kính thưa chúng tôi, sư xin thỉnh sư huynh trả lời cho một câu nữa rồi xin sư huynh đi nghỉ. Bạch thưa tôi sư, ở trong bài kinh này đó thì Đức Phật ngài nói rằng những cái dây sắt, dây thừng hay là những cái gông cùm thấy vậy mà nó không có cột chặt chúng ta, giống như là sự tham luyến về vật trang sức, vàng bạc hay vợ con. Tại sao Đức Phật thì chỉ đơn cử hai thứ đó, những thứ đó thôi, như là vật trang sức, vàng bạc trang sức hay là vợ con, mà ngài không có đề cập xa hơn, mặc dù ở trong nhiều bài kinh khác khi đề cập đến kiết sử ngài đề cập đến nhiều, nhưng mà ngài lại nêu lên hai cái đó ở trong bài, đặc biệt trong bài kệ này. Thì xin thỉnh ý kiến của sư huynh là tại sao Đức Phật ngài chỉ đơn cử có hai điều này thôi, kính thỉnh sư huynh. Dạ, không biết sư huynh nghe, nghe được sư huynh. Dạ. Mà chúng tôi nói lại là thật sự khi mà chúng ta nói chúng sanh bị trói cột trong cái sanh tử luân hồi đó, thì nó có nhiều trường hợp, chứ không phải chỉ có dính mắc tài sản hay là dính mắc vợ con không. Nhưng mà ở đây đó, trong bài kinh này chỉ nói về cái đam mê khắc dục với châu báu trang sức, hướng về vợ con, về vợ.
Cái này chỉ là một cái sự đơn cử. Để minh chứng. Cái đó là cái sợi dây trói buộc mà ai nghe cũng hiểu. Thì ở đây chúng ta hãy xem như là một cái điều mà Đức Phật Ngài dẫn chứng thôi, chứ không phải là Ngài nói hết. Ngài chỉ dẫn chứng, Ngài đơn cử ra, Ngài đơn cử ra những cái đó. Chúng tôi nghĩ rằng là ở đây Đức Phật Ngài chỉ đơn cử ra để mà trình bày về cái thực tế con người ta bị trói buộc, quanh quẩn, bị trói buộc cái sợi dây ái luyến tài sản, ái luyến vợ con. Đó là cái sợi dây trói buộc. Thì ở trong trường hợp này cũng không phải là khó hiểu cho chúng ta lắm. Chừng nào mà Đức Phật Ngài khẳng định gì có bấy nhiêu đó đó, chỉ có mấy trường hợp đó, tài sản vợ con dính mắc cái đó mới là sợi dây trói buộc, thì trong trường hợp chúng ta mới thắc mắc. Còn trường hợp này Đức Phật Ngài chỉ đơn cử, Ngài chỉ nói rằng trói bằng dây xích gai hay là bằng gông cùm, thấy vậy chứ không bền chặt. Nếu so với sự trói buộc mà bậc trí gọi là bền chắc, như là mê tài sản, dính mắt vợ con vân vân, thì Ngài chỉ đơn cử như vậy. Chứ còn nếu như mà phân ra nữa đó, thì chúng tôi phải hỏi rằng tại sao ở đây chỉ có mê vàng bạc với trang sức mới gọi là duyên trói buộc, còn như mê hột xoàn được không, có bị trói buộc không, hay là mê đô la có được không? Cho nên nếu mà kể ra thì quý vị là chúng ta không thể kể xiết, không thể kể hết những cái mà chúng sanh bị dính mắc, bị sợi dây ái trói buộc, chúng ta kể không hết được. Cho nên chỉ đơn cử những cái gì mà thường có xảy ra trong đời Ngài và thực tế trước mắt thấy những người bị trói buộc, bị trói buộc bằng cái sợi dây đó. Đến đây là sự đơn cử, thì chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 3 về Nam Mô Bổn Sư. Sa thú cái rừng thưa thầy, thưa sư. Bây giờ để thỉnh sư Quỳnh Đi nghỉ, phần còn lại sư Đê sẽ phụ trách. Tri ân sư Quỳnh rất là nhiều với sư Đi khuyết ngày hôm nay. Bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được dành sư giờ còn lại để có một vài chia sẻ tiếp theo những gì mà thưa thầy, thưa sư đã đề cập trong bài kinh này. Ở đây thì chúng ta nên nhận ra được một điểm mà Đức Phật Ngài thường nhắc tất cả chúng ta, là đặt lại cái nhìn ở trong cuộc sống. Ví dụ như là đời sống hàng ngày đó, ai là bạn, ai là thù mình đã khó biết rồi. Cái gì tốt, cái gì xấu mình cũng khó biết. Ngay cả như thực phẩm mình ăn, có nhiều khi thức ăn đó, thức uống đó nó có hại hay có lợi,
mình cũng không biết được. Thật tình mà nói được thì những cái thức ăn mà nó thật sự lành mạnh cho sức khỏe chúng ta, đôi khi nó lại không ngon, nó lại không hợp khẩu. Còn thức ăn ngon á, thì thưa quý vị, thường người ta nói có câu là cái thứ nó càng ngon đôi khi nó càng độc. Thì chúng ta vốn khó phân biệt được. Theo ở trong pháp thức giác chi mà chúng ta học đó, một cái người mà có cái trình độ phân biệt đó, thì người đó phải có một cái chánh niệm tương đối khá, cũng như là một cái người làm việc ở trong một cái cơ quan lâu mà độ tinh tế đó, thì mới phân biệt được ai là người lập cho công ty, ai làm hại cho công ty. Ngay cả ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy, những thành viên sống chung quanh đó, có những người làm lợi cho gia đình mà làm hại gia đình mà chúng ta không biết. Thì đời sống của chính chúng ta đó rất khó phân biệt được là cái gì đó mà nó là cái niềm an lạc hạnh phúc thực sự, và cái gì nó là cái sự ràng buộc. Ở đây qua cái lời Đức Phật dạy cho Tôn giả Rahula đó, thì mình thấy rõ ràng là ngã và ngã sở, mạng tùy miên, là những gì mà nó luôn luôn cột rối chúng ta. Tôn giả Rahula rất có phước khi mà được sanh ra là con của Đức Bồ Tát Siddhartha và công nương Yashodhara. Và rồi năm 7 tuổi là được xuất gia. Xuất gia với một vị đại trí tuệ, tức là Tôn giả Xá Lợi Phất. Nhưng mà thưa quý vị, năm Tôn giả Rahula 18 tuổi đi khất thực với Đức Phật, thì Tôn giả nhìn thấy cái thân tướng của Đức Phật rất là tôn nghiêm, uy nghi, tướng hảo quang minh. Và Tôn giả Rahula lúc bấy giờ là vị sa di 18 tuổi đó, thì dâng lên trong lòng một niềm hãnh diện. Niềm hãnh diện đó thật ra đối với chúng ta rất là vô hại. Là vì sao vậy? Tại vì nhiều lúc quý Phật tử biết là ngay cả đời sống đi tu á, mà có được cái tướng hảo quang minh, thậm chí là có cái này đẹp, có cái kia thấy có vẻ là hay, thì chúng ta cũng vui. Nhưng mà rồi Đức Phật luôn luôn nhắc rằng len lén đằng sau đó là một sự cột rối, một sự cột rối vô hình mà chúng ta không hay không biết. Nhiều khi nó là một sự đẩy đưa, ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Trong cuộc sống của chúng ta nó có những sự đưa đẩy mà mình nghĩ rằng nó là tình cờ, là ngẫu nhiên. Nhưng mà kỳ thật á, nó là một cái sự dây cột rối. Một hình ảnh mà Đức Phật ngày thường dùng để thí dụ là hình ảnh của những con nai sa bẫy. Người ta muốn bắt nai đó, thì người ta dùng mồi để mà giữ. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi lên hành thiền ở trên Pawana Society ở West Virginia đó, có lần chúng tôi đi bộ trong rừng với một vị sư người Mỹ. Vị sư đó cũng xuất gia cũng được 7 năm. Và chúng tôi đi trong nói chuyện thì sư mới chỉ cho chúng tôi xem một cái khối đóng ở dưới đất á, một cái khối cỡ đất mà chúng tôi không biết. Thì chúng tôi có lẽ đi ngang cũng để ý tưởng đâu đó là một cái cục đá hay gì đó. Thì sư đó chỉ thì chúng tôi mới nhận ra đó là một cái tảng muối, thưa quý vị, một cái cục muối lớn. Thì sư đó giải thích cho chúng tôi biết rằng một cái khối muối như vậy họ đóng xuống đất á, để dụ những con nai, mấy con nai nó thích ăn mặn, nó lím cái muối đó. Và khi nó lím được một lần á, thì nó sẽ trở lại nhiều lần, và không phải một con mà rủ nhiều con khác. Thì ban đầu chỉ có một con thôi, thưa quý vị. Nhưng mà khi nó tìm ra được cái khối muối đó rồi đó, thì nhiều con đến đó, thì người ta có dịp để ta bắn. Và cho dù có nhiều con nai đã chết vì cái khối muối nhiều, thì nó vẫn trở. Thì ở đây Đức Phật Ngài thường dùng cái hình ảnh của con nai
và cái mùi vụ này. Và sở dĩ nó có mùi là do có sự dính mắc. Chúng ta để ý thấy rất là nhiều trường hợp mà trong cái thế giới của săn bắt, như là người ta để một cái mồi ở trong cái bẫy để bắt chuột. Chuột nó sa vào bẫy, rồi họ dùng con chuột để vào cái bẫy để bắt rắn. Rắn nó thích ăn chuột, và khi con rắn nó muốn bắt chuột thì nó chui vào cái lồng. Và đôi khi người ta muốn bắt cá, mà ở miền quê thưa quý vị, người ta có làm một thứ mà bây giờ nó trở thành một danh từ rất là phổ thông mà ít có người ở thành biết, gọi là thả thính. Bây giờ thả thính tức là ngày xưa người ta lấy gạo rang á, thính là một loại gạo rang mà đôi khi ta tán nhiễm ra, nhưng gạo rang nó thơm và họ rải xuống. Nhưng mà trước khi họ rải xuống, họ để cái gió rồi cá nó bu lại, nhất là cá lồng cao tông, rồi những cá chốt cái này kia nó bu lại, thì họ kéo gió lên thì họ bắt. Thì đời sống này đó, những cái mà thả thính, những cái mà mồi dụ, mồi nhữ đó, ở trong đó nó đều nói lên một cái sự cột rối vô hình. Và một thứ mà trong cuộc sống của chúng ta rất là dễ bị đánh lừa, bị rơi vào, chính là ngã sợ và mạng tùy biên. Hay một cách nói khác, đó là ngã chấp và cái mà các nhà tâm lý học ngày hôm nay gọi là thị dục khuyến ngã, thì cái tôi, cái ta. Tại sao có những người đi làm rất khổ để mua một chiếc đồng hồ đắt tiền để họ đeo? Và khi họ đeo như vậy, không phải chỉ có mục đích thực dụng mà còn chứng tỏ người khác biết là mình giàu có. Và đôi khi người ta làm việc rất là cực khổ chỉ để mua một cái vật trang sức nào đó, mà nó chỉ có tất cả hào nhoáng thôi, nhưng mà nó có thể có cả một gia tài, nó hơn là tính thực dụng của nó. Tại vì điều đó đó, nó cho người ta thấy một cái sự cao sang, một cái sự thành công. Nói cách khác, họ tôn lên cái bản ngã của mình. Và cái tôn lên bản ngã của mình đó, nó trở thành một thứ hệ lụy trong cuộc sống. Và Đức Phật Ngài dạy rằng, những thứ như là quý kim, quý thạch, những vật trang sức, kể cả vợ con đó, nó là những cái sự dây vô hình rất lớn. Không phải người ta vì thương vợ hay thương những vật trang sức đó, mà bởi vì nó làm cho người ta được cái lòng tự hào, tự phụ, kiêu hãnh. Một người đi một chiếc xe đẹp, một người mang chiếc đồng hồ đẹp, một người có một cái điện thoại đắt tiền, một người có vợ đẹp, con ngoan, vân vân, tất cả điều đó đó, nó trở thành một cái lý tưởng, trở thành một cái mục tiêu của đời sống và tạo ra sự phấn đấu của con người. Chúng ta có sống ở bên Mỹ thì chúng ta mới nhận ra một cái thực tế, đó là có những người mà cả cái tuổi xanh, cả cái thời thanh xuân của họ, cả cái sức khỏe thời trai trẻ của họ chỉ lăn lộn đi làm làm gì để kiếm tiền, để có nhà cửa, có sự nghiệp, để ngẩng mặt với cuộc đời. Nhưng mà cho đến khi mà họ đạt được mục đích là họ có một căn nhà đẹp, có những cái thứ tiền bạc rồi, thì thứ gì đôi khi một cái điểm rất là trớ trêu là lúc đó không còn sức khỏe nữa, mang nhiều bệnh tật. Chúng tôi có được nghe một cô Phật tử, cô Thang, là hồi trước khi qua Mỹ sống rất là vất vả đi đi học, rồi một thời gian sau học xong rồi không đi tìm việc làm, mà lại đi làm một cái nghề có được nhiều tiền hơn, đó là làm neo bên Mỹ đó. Làm neo thì có tiền, nhưng mà rồi lại không có thời giờ để đi, và đồng thời chỉ ở cái tuổi mới có 50 tuổi mà đã có nhiều bệnh, và bây giờ mới thấy là cái sức khỏe mình nó quan trọng và phải tiêu tốn số tiền rất lớn cho việc chữa bệnh, và bây giờ chỉ chờ chết thôi. Cái điểm đó nó nói lên một cái nghịch lý của cuộc sống, là chúng ta nghĩ rằng mình sống cho bản thân mình rất nhiều, nhưng mà kỳ thật thì chúng ta cũng đánh mất đi rất là nhiều. Người Mỹ họ có một cái câu ngạn ngữ là
cái tuổi thanh xuân đó, bị hoang phí do tuổi trẻ, và thời gian trẻ. Khi mà chúng ta đem sức khỏe, đem cuộc sống để đánh đổi những thứ mà chúng ta nghĩ là đáng giá, thì nhiều khi chúng ta lại giống như Đồng Đức Bổn nói rằng cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Chúng ta bán vàng đi để mua những cái tầm thường. Giống như ở Trì Tị Nạn mà chúng tôi nghe có những người họ thèm những cái thức ăn như là nước khúc hay thức ăn gì đó, họ bán đi từng chỉ vàng để họ mua những thức ăn như là cà phê hay là thuốc lá này kia. Nhưng mà rồi bây giờ nghĩ lại là quả thật là vàng nó quý hơn những thứ đó, nhưng lúc có thèm họ bán đi. Thì quả thật là trong cuộc sống này đó, nó có một thứ khiến cho chúng ta phải đánh đổi. Cái đánh đổi đó là do cái sự cột trói mà ra. Con người thì ai cũng muốn có cái thị dục khuyển ngã. À, không phải muốn mà ai cũng có cái thị dục khuyển ngã hết. Và cái thị dục khuyển ngã đó là mình muốn tôn lên cái đẹp của cái bản thân, muốn tôn lên cái bản ngã của mình, và mình muốn chứng tỏ. Và những thứ đó nó tạo nên một cái sợi dây vô hình. Sợi dây đó rất là khó để chúng ta nhận thức. Bởi vì theo Trung Kinh đó, cái chuyện mà chuyển hóa đó, nó cần qua một cái quá trình, mà những quá trình đó có nhiều cái chi phần. Thí dụ như là trong vài bài học tới, chúng ta sẽ được học về thất giác chi. Thất giác chi đó cho chúng ta một cái hình ảnh rất mới về một sống chuyển hóa. Một người mà có cái khả năng để mà quan sát, và quan sát một cách trung thực, quan sát một cách lẳng lặng, quan sát một cách tinh tế đó, thì người đó gọi là có niệm giác chi. Khả năng nhìn hơi thở vô, hơi thở ra, nhìn cảm thọ, khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, nhìn những trạng thái tâm, nhìn cái sanh, cái diệt, nhìn cái hiện tượng của danh và sắc, cái đó là niệm giác chi. Do chúng ta nhìn lâu, nhìn rõ, nhìn kỹ đó, thì chúng ta có thể phân biệt được. Cái này là nhân sanh khổ, ham muốn này sanh ra lo âu, ham muốn này sanh ra sợ hãi. Và do có chánh niệm thì chúng ta có khả năng phân biệt. Cái khả năng phân biệt đó là Phật gọi là trạch pháp giác chi. Và do có khả năng phân biệt đó, khi mà có cái tốt cái xấu rồi đó, thì chúng ta không còn sống với trạng thái ơ hờ, mà chúng ta sống tích cực. Chúng ta không còn sống với trạng thái là quẩn đãi, mà chúng ta phấn đấu, bởi vì mình không làm nhanh, không làm gọn, không có đánh thẳng vào vấn đề đó, thì những thứ đó nó sẽ bao trùm lấy chúng ta. Thành ra từ cái niệm giác chi, trạch pháp giác chi, nó tạo nên cái cần giác chi. Cần giác chi là một thứ nghị lực, mà cái nghị lực đó nó sanh khởi do cái ý thức được cái hại và cái lợi trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mà chúng ta có cái nghị lực đó, thưa quý vị, thì chúng ta sẽ đạt đến chỗ là tinh thần sung mãn. Cái sự sung mãn do niềm hân hoan gọi là hỷ giác chi. Và cái sự sung mãn tinh thần đó, nó khiến cho chúng ta đạt đến một cái chỗ gọi là nhẹ nhàng, hay là khinh an giác chi, hay tịnh giác chi. Có nghĩa là ta không còn bị cái sự chi phối bởi phiền não nhiều, mà cái tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó an tịnh. Và do có cái khinh an giác chi thì chúng ta không còn sống với những cái vọng tưởng chạy chỗ này tìm chỗ kia chỗ nọ nữa. Ở đó chúng ta gọi là định giác chi. Định giác chi là khả năng an lạc một chỗ và đạt đến một sự quân bình gọi là xả giác chi. Thì khi mà chúng ta đọc vào bảy pháp giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi đó, thì chúng ta thấy rằng đó là một cái con đường chuyển hóa giúp chúng ta giảm bớt đi những cái sự cột trói. Những cột trói này nó ràng buộc trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng ta sống mà nặng lòng quá, khi mà chúng ta sống vã quá, thì đôi khi chúng ta phải hỏi là có cần thiết phải như vậy không? Hay là chúng ta đang bị trói buộc? Nhiều lúc chúng ta đưa ra một cái, chúng ta đưa ra một cái cách nói giống như là không có cái đó thì không được, là cuộc sống nó phải như vậy, đó là một chân lý bất di bất dịch. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải bắt chước cái cách nói người ta thông thường là có cần thiết phải vậy không? Và nó phải như vậy, hay là nó chỉ là một sự thứ trói trăng, mà sự trói trăng đó do chính mình cột lấy chính mình.
như là của Quý Du đó, tâm trạng của đàn kiều. Cho nên những chúng thông dung ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chúng đoạn đường mà đi. Có cái gì đó nó thôi thúc trong lòng, có cái gì đó khiến cho chúng ta bị núm níu, cho chúng ta bị cột chân, chúng ta bị cột trói lại. Có cái gì đó nó từ chối chúng ta có được một vùng trời bao la. Có cái gì đó nó giam chúng ta vào trong một cái hạn cuộc mà chúng ta không thể khai phóng chính mình, chúng ta không thể ra bên ngoài được. Những điều này chúng ta phải tự hiểu, những điều này chúng ta phải tự cảm nhận. Vì vậy khi mà Phật Ngài nghe Chư Tỳ Kheo bạch với Ngài rằng chúng con đi khất thực và nhìn thấy những tù nhân bị quân lính của nhà vua cột trói xiềng xích, thật ra đó là một ấn tượng mạnh. Thưa quý vị, chúng tôi sống bên Mỹ đó, ngay cả chúng tôi sống ở Mỹ lâu, mà thỉnh thoảng chúng tôi lái xe đó, lái xe trên đường thấy những người mà cảnh sát chặn lại, và vì lý do gì đó mình không biết chạy ngang thôi, nhưng mà thấy cảnh sát biểu hộ quay mặt vô trong và lấy cái còng ra còng họ lại với nhau đó, thì chúng tôi cũng có cái ấn tượng mạnh. Tại vì cái chuyện mà người ta bị còng là một chuyện nó không có bình thường, không có đơn giản. Dạ, nhưng mà cái hình ảnh đó Đức Phật Ngài khuyên là chúng ta nên sử dụng như là một công án, và chúng ta phải hiểu rằng gông cùm đó bằng gỗ, xiềng xích đó dù bằng kim loại như là sắt hay là bằng dây thừng đi nữa, thì đừng nghĩ đó là bền chặt. Dạ, đừng nghĩ đó bền chặt hơn là những cái sự ràng buộc khác mà đôi khi chúng ta không nghĩ ràng buộc mà chúng ta nghĩ là khoái lạc. Đôi khi chúng ta không nghĩ đó là ràng buộc mà mình nghĩ rằng mình đang thủ đắc. Đôi khi mình không nghĩ đó là ràng buộc mà mình nghĩ rằng nó khiến cho đời sống chúng ta có nhiều cái thú vị. Bởi vì hồi nãy thì Tội Từ Siêu có nói rằng cái lý do mà những thứ như là tài sản hay là người thân mà nó lại là một cái dây chắc chắn hơn, cột trói chúng ta nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vốn không có nhận ra đó là sự dây ràng buộc. Có một câu chuyện mà chúng ta có thể đọc rất nhiều, chúng ta đọc rất nhiều lần, nhưng mà có bao giờ chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc về việc đó? Khi mà Đức Bồ Tát Ngài ở trong Hoàng Cung đó, thì thưa quý vị, đó là một ngày mà Ngài quyết định là đó là ngày trăng tròn tháng Aslan, tức là như tháng 6 âm lịch của mình. Thì Ngài quyết định đêm đó đó, Ngài sẽ rời khỏi Hoàng Cung. Và Ngài đã dặn Sa Nạp rằng tối nay mang ngựa kiền trắc ra, kim cương sẵn sàng, và Ngài ra đi. Sa Nạp là một tín bộc trung thành với Đức Bồ Tát một cách tuyệt đối. Nhưng mà sau khi dặn Sa Nạp xong, sau khi sắp xếp sự rời đi, thì có một người trong Hoàng Cung đến rằng, nói rằng công nương Yasodhara đã hạ sinh một hoàng nam rất là kháo khỉnh. Thì thưa quý vị, Đức Bồ Tát Ngài có một phản ứng. Phản ứng này có thể bị hiểu lầm bởi rất nhiều người. Ngài nói rằng Rahulo, 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 là lại thêm một sự dây trói buộc. Thì thưa quý vị, chính những người đến báo tin đó đã trở về được vua Tịnh Phạn hỏi rằng Đức Bồ Tát là phản ứng như thế nào, thì nói như vậy thành ra vua Tịnh Phạn đặt do hoàng nam tên là Rahula, tức là chúng ta gọi Rahula, là một sự dây cột trói. Thì nhà vua rất là tâm đắc, tại vì vua Tịnh Phạn nghĩ rằng sẽ cột chân của Bồ Tát lại. Và nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng một người đàn ông 29 tuổi mà có một đứa con trai đầu lòng, mà khi sanh ra đời mà chỉ vào nhìn mặt một lần rồi ra đi, thì người đó không có tình. Nếu không có tình, Ngài không gọi là sĩ ràng buộc đó. Khi mà Ngài nói sĩ ràng buộc á, tức Ngài cũng có tình, nhưng Ngài hiểu rằng đó sĩ ràng buộc. Đó là một cái ý thức trỗi dậy, nó rất là khó, khó lắm trong cuộc sống này. Cuộc sống này của chúng ta luôn luôn, thưa quý vị, nó có những điều mà trắng là trắng, đen là đen, nhưng mà có những thứ mà nó pha lẫn giữa cái mà chúng ta thấy rằng rất là thân thiết nhưng mà rất là thù nghịch, những cái mà chúng ta nghĩ rằng rất là êm ái nhưng mà lại rất là nghiệt ngã. Giữa những sự trộn lẫn đó không phải dễ phân biệt. Tài sản, địa vị, danh vọng, chúng tôi nhớ Ngài Sumitho đó, Ngài có kể một câu chuyện khi mà Ngài về Quách Nanachat, lúc đó chúng tôi có mặt ở bên đó.
Thì thưa quý vị, ngày kể là khi mà ngày mới đi xuất gia thì không có gì, nhưng mà rồi có một thời gian 3-4 năm sau, ngài phát hiện ra rằng ngài rất là dính mắc đối với cái chiếc y và đối với cái bình bát và kể cả cái áo bát. Lúc chúng tôi qua, chúng tôi còn sử dụng một cái áo bát mà người ta nói rằng cái áo bát này do ngài trong ngày Sumito tự tay làm lấy, làm xong rồi người này xài rồi không xài nữa đưa qua người kia, rồi họ cho chúng tôi còn giữ cái đó. Và khi chúng tôi rời Thái Lan, chúng tôi cũng để lại cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, có một điểm này là ngay cả một vị xuất gia và như là ngày Sumito bên Mỹ, rồi một thanh niên qua là việc trong Peace Corps ở Thái Lan, rồi bỏ đời sống thế tục vào đi tu, đi tu đi đầu đà, mà ở bên đó đi đầu đà chỉ tăng đi chân không, rồi không có giữ tiền bạc, nhưng mà vẫn còn dính mắc với cái gì, dính mắc với cái y, cái bát của mình, vẫn cảm nhận là mình rất là hoan hỷ với cái hình tướng của mình. Bởi vì bên Phật giáo Bắc truyền có câu chuyện về Lương Hoàng Sám, có một vị pháp sư là pháp sư Ngộ Đạt, mặc dù có thể bỏ tất cả nhưng mà trong lòng cũng còn có một ý niệm là tự hào với chính mình. Ở đây nó nói trên một điểm đó là sự dai dẳng, và sự dai dẳng này đó nó theo chúng ta một cách bền chặt lắm, chúng ta khó nói lắm. Cái người ở cái giai tầng nào, người ở một cái hoàn cảnh nào, ở trong cái giai đoạn tu nào thì nó đều có những cái phương pháp đi theo đó. Bởi vì ở đây Đức Phật ngài dùng một cái chữ, ngài dùng cái chữ rất là đặc biệt, mà nếu bị nào học Phạn ngữ bị sẽ để ý là cái chữ Sithila. Sithila là cái gì nó đeo đẳng, mình đi đâu nó cũng đi theo hết. Đi theo hoài mà thật ra không có dễ. Ba cái từ mà Đức Phật ngài dùng để chỉ cho cái cột rối mà ngài gọi là bền chặt đó là Oharina, là cái sự xa đoạn hay là xa đà, cái gì nó dẫn chúng ta đi xuống, dẫn chúng ta vào khổ cảnh, dẫn chúng ta ác đạo. Và Silita là Silita là dai dẳng, đeo đẳng, nó đeo mang. Cái gì đeo mang này mình là hoài nó không có dứt được. Chúng tôi nhớ câu chuyện này là hồi nhỏ chúng tôi có tình cờ đi khất thực với một vị sư người Huế. Sư vào sư đi ở trong đi khất thực, mà không biết sao sư đi sư đạp nhầm phân người rồi đó hôi, rồi về gấp quá thì sư xuống ao sư rửa xong rồi chạy lên chánh điện, nhưng mà khi ngồi rồi nó vẫn hôi. Rồi cái lúc làm lễ thì mình không ra ngoài được, nhưng mà sau đó sư kể chúng tôi nghe là thì trong lòng nó khó chịu hết sức, sau mới phát giác ra là tuy mình rửa cái chân nhưng mà nó còn có một chút dính vào cái y nội phía sau, thành ra nó vẫn hôi. Và sư sư kể chuyện khó chịu, chúng tôi rất là cảm thông, là bởi vì cái đó nó đeo dai dẳng trong cuộc sống này. Và Dupamuncha, khi mình nói Pamuncha nghĩa là giải thoát, khai phóng. Dupamuncha là khó thoát, giống như là cái con cá mà nó lọt vào trong lưới hay nó lọt vào trong cái lờ, nó không thể chạy ra được, tại vì cái lờ, cái lộp nó đỡ được tạo trong cái thế là giữ con cá lại. Và nếu quý vị biết rằng đôi khi có những con cá hay con lươn mà nó lọt vào trong cái ống trúng ở trong cái lờ đó, nó chết đi vì nó ngộp, nó không ra được. Và tại vì sao? Nó khó thoát. Cái khó thoát đó phải được chúng ta cảm nhận, cái khó thoát được phải chúng ta hình dung, và cái khó thoát đó phải để chúng ta nói là Dupamuncha. Không phải ai cũng giống như Đức Bồ Tát. Khi mà nghe một đứa con đầu lòng, một đứa con trai chào đời, đó là kết tinh của tình yêu giữa Đức Bồ Tát và công nương Yasodhara. Mà khi mà nghe đứa con trai chào đời, ngài nói rằng lại một si ràng buộc. Nhưng mà sau đó thì ngài đã đến ở trong tẩm cung để nhìn mặt đứa con trai. Lúc đó công nương Yasodhara đang ngủ say, và Rahula cũng ngủ say nằm bên cạnh. Và ngài đã khép màn lại. Sau đó ngài đã rời thành Ca Tỳ La Vệ để ra đi. Và lúc đó Sa Nặc đã chuẩn bị sẵn ngôn ngữ kiên trắc. Mỗi lần mà chúng tôi về thăm Cố Đô Cây Vi Lóa Thú, thưa quý vị, và chúng tôi thường đến một cái cổng rất là đặc biệt. Mà đối với chúng tôi khi mà đi hành hương sang Ấn Độ và Nepal, thì một trong những nơi mà chúng tôi rất là xúc động đó là cái cổng gọi là Đông Môn, cổng phía đông của thành Ca Tỳ La Vệ.
nơi đó Đức Bồ Tát ngài đã rời hoàng cung ra đi. Cái cổng này nó đặc biệt như thầy bày thưa quý vị là chúng tôi diễn tả quý vị nghe rất là khó nghe, khó hiểu là nguyên cả một cái cổng ngày xưa là bằng gạch, và bây giờ cái cổng đó nó không phải là đổ bể xuống mà nó siêu vẹo, nghĩa là nó nằm xuống trong thế công, và tất cả như xưa đó nó nằm trong cái thế công giống một cái cây mà bị quằn xuống, lạ lùng lắm, và rất lạ lùng. Và chúng tôi rất là xúc động khi đứng cạnh đó, khi nhớ lại là Đức Bồ Tát đã làm một cái cuộc ra đi mà ngài đã cắt đứt cái sự ràng buộc, không phải dễ dàng. Tất cả chúng ta thường đổ lỗi là mình đã không làm điều này, không làm việc khác vì hoàn cảnh, vì thế này kia. Nhưng mà nói cho cùng thứ gì, thật ra chúng ta hay quy trách, chúng ta hay đổ lỗi, nhưng mà kỳ thật là nó còn có cái gì đó nếu chân chúng ta lại, nó còn có gì ràng buộc. Và cái ràng buộc có đôi khi chúng ta không có thành thật để nhận ra đó. Chúng ta đang có mặt ở trên cuộc sống này là cũng có cái gì đó tự trong tâm chúng ta nắm níu lại. Chúng ta ở một cái địa vị nào đó, ở một cái vai trò nào đó, ở một cái chỗ ở nào đó, nó cũng có cái gì vướng tay vướng chân chúng ta lại, chúng ta không thể cao bay xa chạy được. Thật ra nếu chúng ta muốn rũ bỏ thì không ai chặn được chúng ta. Chúng tôi bảo đảm quý vị, chúng ta bảo đảm quý vị. Chúng tôi hồi còn nó có một chuyện này xảy ra trong cuộc đời chúng tôi đó, là có một lần chúng tôi gặp một cái vị trưởng lão, và ngài hỏi chúng tôi rằng sao không có bỏ cái giờ để lo chuyện tu học mà đi hoạt động công việc giáo hội. Thì chúng tôi có chắp tay bạch với ngài rằng sẽ dĩ mà con không đi được là tại vì con còn có một cái trách nhiệm là con ở gần ngày Hòa Thượng Hộ Giác mấy mươi năm rồi, ngày làm việc giáo hội, thành ra con không phải tiếp tục công việc đó, con không có bỏ được. Thì cái vị trưởng lão mới cười nói với chúng tôi rằng ngày xưa sư ở Việt Nam, sư nghĩ rằng đi vượt biên là bỏ lại tất cả đi vượt biên được, sao bây giờ sư không có đoạn được tối một bộ phận nào đó để mà thay đổi đời sống. Thật ra lúc đó thì ngài dạy thì chúng tôi có đảnh lễ ngài và chúng tôi thọ trì cái lời ngài dạy, nhưng mà chúng tôi cũng không có làm việc đó. Nhưng mà càng về sau này thì chúng tôi hiểu rằng mình đừng bao giờ nghĩ rằng có một cái lý do nào chánh đáng trong cuộc đời để cột chân mình lại, mà là do lý tưởng này, do cái hoàn cảnh kia, do lý do nọ. Tại vì thật ra nó có cái gì đó mà chúng ta không bỏ đi được, có cái gì đó mà chúng ta còn nắm níu lại, đơn giản như vậy. Và ở trong cuộc sống này chúng ta nên nhớ rằng cuối cùng mỗi người chúng ta phải đối diện với mình và chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính mình, không ai khác cũng đổ lỗi. Thành ra cái tốt nhất là chúng ta im lặng nếu chúng ta không thay đổi được, và đừng đổ thừa, đừng nói là tại cái này bị cái kia. Tại vì sao? Tại vì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái tận cùng là do sự vướng mắc của chúng ta hết. Ngài bảo cái này hơi khó, bởi vì sao vậy? Chúng ta thường nhìn nhận cái sự trói buộc tại vì chúng ta rất là sợ, mình thấy rằng mình bất lực, mình sợ người ta nghĩ rằng mình thất bại. Nhưng mà kỳ thật ra quá thật là mình thất bại. Chúng ta có bao giờ nghĩ được Đức Phật ngài đã từng trong một ngày trăng tròn ngài ngồi nhìn chư tỳ kheo, và quý vị có biết Đức Phật nói gì không? Ngài nói rằng này chư tỳ kheo, vì Như Lai và các con đã không nhận rõ việc khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, nên chúng ta đã luân hồi từ vô lượng kiếp đến giờ. Khi mà Đức Phật ngài nói điều đó trước mặt chư tỳ kheo á, thì quả thật là cái vị tỳ kheo cuối cùng ở trong hội chúng đó là vị đã chứng sơ quả và chắc chắn giải thoát. Nhưng mà Đức Phật ngài không nói về cái sự vĩ đại của đạo quả, ngài không nói về những cái hào nhoáng, những cái đẹp, mà chỉ nói rằng chúng ta còn lang thang, còn lưu lạc, còn trầm lịch cho đến giờ phút này mới giải thoát là do chúng ta không hiểu được tứ đế. Những cái lời dạy đó trong một đêm trăng rằm ở một cái hội chúng thanh tịnh đó, lời dạy đó là những tiếng nói sống sét rất là lớn, mà đôi khi chúng ta cũng khó có thể cảm nhận hết, không phải cảm nhận dễ dàng đâu, thưa quý vị, khó lắm. Vì vậy ở trong đời này đó, để phân biệt là cái gì là một sự cột trói bền chặt á, thì có lẽ chúng ta nghĩ rằng cái handcuff của cảnh sát hay là cái gông cùm như là Nguyễn Phi Khanh bị đóng gông mang về tàu, hay là hoặc giả là chúng ta nói rằng sợi dây cột trói, Đức Phật nói không, cái
cái thị dục khuyển ngã, cái sự cột cối đối với ngã, ngã sở, là cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này tự ngã của tôi, đó là cái sự cột cối bền chặt hơn hết mà chúng ta rất khó để cảm nhận và quyết tâm để đoạn tận. Và chúng ta nên nhớ một điều như vậy, phải có một ý thức rất là sáng suốt thì chúng ta mới phát nguyện được là nguyện cho con đoạn được phiền não, thành tựu chánh trí giải thoát. Giải thoát nó là một ý nghĩa lớn, nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp và vị giảng sư là Thượng Tọa Tề Sư. Kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi đúc kết cho những lợi ích, những ý nghĩa lợi ích cho chúng con được tu học. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Yang kim tiết của thần lan ca mang ca pa pa giri yam mang ca yeta vai cha manasa